Thưa quý vị, hôm qua trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 đã giới thiệu nhân sự chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị. Trước khi hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tránh văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp theo Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỷ luật cán bộ cụ thể như sau. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân, nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Các cứ quy định hiện hành của đảng, nhà nước xem xét nguyện vọng của đồng chí Trương Thị Mai, ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, ban chấp hành trung ương đảng quyết định giới thiệu nhân sự để quốc hội khóa 15 bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ 2021-2026 và chủ tịch quốc hội nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 ban chấp hành trung ương đảng bầu bổ sung 4 ủy viên bộ chính trị khóa 13 gồm các đồng chí đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chánh văn phòng trung ương đảng đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt Nam. ngoài ra ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng khóa 13 bí thư tỉnh ủy bắc giang và đồng chí mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng vi vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê thanh hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng thi hành kỷ luật đồng chí dương văn thái và đồng chí mai tiến dũng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng